physical. Lại nha. Ok. Hana tu set. Yo. Học tiếng mèo kêu. Bye see ya. Mình bắt chước lại kêu nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Em chỉ muốn ăn anh nhau nha. Là tiếng mèo 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 mèo. Anh nhịp tim em bụng bụng. Trời ơi. Cười sâu xa. Vì anh yêu em không nói nên em mèo mèo. Đồ ăn gì vậy? Mỗi sáng sớm lung lung cái ôm của em. Thèm được dư mai nhưng giây phút ở cạnh nhau. Em quen trong nên như nào. Anh tim em biết cực kỳ rõ mà. Bởi em là nữ cái. Nhưng đôi khi em làm vương như mẹ kêu. Thỉnh thoảng buồn chán sẽ phải đánh cực thích anh. Nhưng anh thì vẫn như mày. Vẫn luôn dè dàng cho ơi xuyên sao. Và em luôn mong ước là mèo con của em. Cút lên đi. Mình mang chân lại kêu mèo nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Em chỉ muốn ôm anh nhau nha. Ôi à anh mèo 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 mèo. Ôi nhịp tim em bụng bụng đặc. Mời em đổi anh yêu em không nói nên em mèo mèo. Mình mang chân lại kêu mèo nha. Kêu cùng anh mèo mèo mèo. Ai bắt mèo mèo. Chiếc áo anh mang. Để mời lưu giữ hương vị người. Vậy mà mèo mèo con bên anh. Dù đau vào lòng anh ngủ say. Cùng anh ông ta giúp đỡ cuộc đời. Má mày đầy bị ghê quá. Cảm ơn Xía đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ mình phải thả Xía để Xía về. Để Xía gọi là để hôm nay mình sẽ thả Xía về. Tại vì Xía hôm nay mắc giả. Thế nên là nếu có gì thì mình sẽ mời Xía lên stream sau. Và rất là cảm ơn Xía đã đến ngày hôm nay. Ok, cảm ơn Xía rất là nhiều. Và hẹn gặp lại Xía nha. Nói cuối cùng không? Hả? Tí nữa Xía sẽ đi bán giả. Thế nên là hy vọng tất cả các bạn sẽ ủng hộ Xía. Thì Xía còn điều gì nói cuối cùng không? À, muốn nói là cảm ơn mấy bạn nha. Với lại cảm ơn Miss T đã mời mình lên show hôm nay để có dịp giao lưu với mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nãy giờ ngồi xem Xía với Miss T. Tuy okay. Là Xía đã thua và Xía đã thua nhưng mà vẫn có quà dành tặng Xía. Quà dành tặng Xía đó chính là Đúng! Tại vì mình biết là Xía là thích với trong nắng. À lộn, Xía là thích thích hẻ lộn, thích bay. Thế nên là mình quyết định mua một cái máy chống nắng để tặng Xía. Ok, cảm ơn Xía đã đến với chương trình hôm nay. Ok. Rồi cho mình Ramon luôn nha, má phát kiểu vậy. Ok, cảm ơn Xía. Giờ Xía đã có thể đi bắn giải. Mặc bộ đồ này đi bắn giải cho Xía. Ok. Đây. Thank you. Bye bye Xía, cảm ơn Xía nhiều. Và mình thì bây giờ mình sẽ off stream. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn buổi sau luôn nha. Bye.